Mẹ con nhỏ thì đi ra ngoài, mẹ chăm sóc cho con. Bây giờ con trở lại chăm sóc lại cho mẹ. Hưởng thụ chút ít nữa. Mai mốt lớn rồi nó bay đi. Hồi đó gối này nó nhằn. J'ai essayé, hein. Chị này giống mà chị bấm mẹ mà. Chị thấy mẹ mà. Và rentrer ça dans la route. Merci maman. Chào đây Céline. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Trop tard, tu es déjà bonjour. Bien, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Comme ça, après, t'as la coupe mon... les départements, les communautés des moulins. Long mê sa nào phi nê phải không? Dù dê út gì đó phải không? Đồ bông có phi nê phải không? Mais c'est impossible, hein. Ils ont du retard, je crois. Le bon, là, de fini, de... Ben non, ils n'ont pas fini. Ils ont pris du retard. Là, vous voyez le gymnase d'ici? Et alors? Bah, du coup, bah, j'ai dû dormir toute seule. Bah oui, t'es sale. Ça revient au même, en fait. T'es sale. Selena ngủ tới tâm ta tết sụp cái đầu Selena cái chân sụp mà mòn. Mais pourquoi tu t'as pas pris? Ma maman chán. J'aurais dû prendre une photo. J'aurais dû prendre une couche. Quá chừng sô cô la luôn kìa. Papa, tu manges? Non, mais vous êtes fous. Tout ça, bien. Oh. Ah, mais toi, je mais ça là. Maintenant, c'est là. Là-bas, en fait. Oui, bah venez, venez, venez. Tiens, là, là, c'est là. C'est fermé, là. Bah, je sais. T'as 200 euros. Hein? Putain, elle va au côté du tout. Non, c'est la vôtre. Ouais, c'était vous, là. J'ai une faute, là. Ah, je vais m'envoyer. Hôm nay mình làm đậu hũ dùng thịt. Này ướp thịt, thịt củ hành, muối, tiêu, đường, bột ngọt. Tay ăn đậu hũ dùng thịt. Tập ăn đậu hũ cho hiền bớt, chứ ăn thịt nhiều hung dữ lắm. Tàu phố phát xi. Đậu hũ dùng thịt. Qua lạng ký đậu. Ký đậu ra được nhiều đậu hũ. Còn kia một cục.
Này ở Pháp dân bảo bảo tố hồi cái đen thui, hồi trời đen thui, một hồi cái nắng lên bảo tố. Hôm nay thịt giảm giá nên mình mua nhiều, mua hết nửa xe là thấy thịt, bởi vì Celine nó là làng. Mua gì cái mình xay, mình để sẵn bịch bịch, không có ăn gì cái lấy ra. Đi mua thịt heo rẻ, mua về xay để có dọn thịt. Cái này mình kho sốt cà, sốt cà ăn với cơm với bún, nuôi gì cũng được, spaghetti. Mình đi chợ là thấy cuối tuần, tuần nó qua mau lắm, lây quay cái cuối tuần có phải đi chợ, tuần nào cũng vậy, đi chợ là thấy là cuối tuần đó.